chạy đi không có camera men hay quay tắm bắt nhiều nè, để cho cái nhà em này. Cái này cũng càng cuốn nó quá trời thì sao nó cắn này, nó càng cuốn nhiều lắm. Cua nữa, càng cuốn nhiều lắm. Rồi bỏ vô cho càng cuốn nó đừng có chết. Nhiều lắm, 5-6 con càng cuốn. Rắn, càng cuốn nhiều lắm, nó quá trời. Nó dính trong ruồi nó không ra nè, nó bám trong cái ruồi. Thấy càng cuốn đấy. Hai ba con sợ nó kẹp. Bốn con nó kẹp nó chích đau lắm nè cả nhà. Ba con này. Đây con là lụm bỏ vô phòng mình. Bỏ mấy nhái vô cho nó có nó ăn. Đây con càng cuốn nhỏ nữa. Này con này cũng nhỏ. Còn trong ruồi nó không phải chút nó dính trong ruồi nó có ra rồi nó chết. Đây còn con trong ruồi nữa bám ở dưới nhà còn ở đây xuống nhiều nhiều lắm. Đây đây chọn xuống đi thì đậm ra cái con nó không phải chút nó chết lắm. Để chết đi. Rắn này không bao rắn luôn, qua đi bắt không có mà bao còn con rắn này đâu có cái bị lưới chờ chờ hai đi hai được cái bao lưới ra đứng đây mới có ánh sáng rồi quay. Rắn con cũng đọc rắn này năm nay mấy rắn lớn mỗi bị hết. Con nước sẵn cắn rồi sẽ có ếch lẻ loi trong đây hai con hay ba con hai bằng ếch rắn nước sợ rắn nước cắn rắn bung phúng nhiều lắm đi nó nhảy lên nhảy lung tung lung tung rồi. Con nào nữa ngồi qua đi quay không được nhiều nay bắt cá này nãy chạy cũng kiếp luôn được mấy con càng cuốn này quá trời rồi 2-4-5 con bên đây càng cuốn bên đây quá trời ta đây đây 5 con càng cuốn này cả nhà 5 con bên kia ngày qua còn được con nữa 6 con này sao nó lặt dưới đây mờ quá ta rồi kết thúc video luôn.